Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Chỉ còn có cỡ khoảng trên dưới 20 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc năm 2023 và bước qua năm 2024. An biết được là rất là nhiều anh chị cô chú mình rất là bận rộn trong cái dịp cuối năm nay để mà mình mua quà, sắm quà cho người thân, gia đình của mình. Nhưng mà có một cái còn quan trọng hơn nữa mà năm nào An cũng muốn nhắc nhở các bạn, các anh chị, các cô chú. Đây là một cái dịp rất là tốt để mà mình ngồi xuống nói chuyện với người vợ, người chồng của mình. Thứ nhất á, là mình tính toán cho cái thuế năm 2023 này, và cái thứ hai nữa đó là mình có sự chuẩn bị khi mà mình bước qua năm 2024. Thì như anh chị cô chú cũng thấy á, năm 2023 này cái nền suy thoái kinh tế nó bắt đầu nó ảnh hưởng tới những cái người dân của Mỹ. Nhiều người bị mất job, nhiều người bị thất nghiệp nhiều hơn, và khi mà mình mất job, mình thất nghiệp á, mình khó khăn hơn trong cái việc mà xin những cái công việc mới, hoặc là những anh chị, những cô chú làm nail đi. Em cũng nghe rất là nhiều anh chị cô chú chia sẻ với em á là năm nay mình làm khách nó cũng ít hơn so với lại năm ngoái, nhưng mà đương nhiên tùy những khu vực, những tiểu bang, có những anh chị vẫn ăn nên làm ra, nhưng mà có những nơi thì cái thu nhập của anh chị cô chú mà làm nail nó cũng giảm hơn so với lại năm ngoái. Thì em muốn làm video này để chia sẻ những cái điều mình nên chuẩn bị trong cái dịp cuối năm này. Cái điều đầu tiên á thì mình nên ngồi xuống nói chuyện với cái người vợ, người chồng của mình, coi tính toán chi phí của gia đình trong năm 2024 như thế nào. Có thể là mình phải có một cái quỹ 6 tháng cho tới 9 tháng, lỡ nhưng mà công ăn việc làm mình không có thì mình có tiền, mình trả tiền nhà, tiền xe, vân vân. Rồi cái thứ hai nữa mà mình nên làm đó chính là anh chị cô chú nào mà mình đi làm công ty, mình đi làm hãng xưởng đó, mình có 401k, mình có thể coi coi là từ đầu năm tới giờ mình đã bỏ 401k bao nhiêu rồi, mình đã max out cái 401k của mình chưa. Nếu như mà income năm nay của mình cao, mình muốn max out cái 401k mà mình chưa max out đó, thì mình chỉ có tới tháng 12 ngày 31 tây để mà mình bỏ vô cho cái thuế năm 2023 thôi. Thì mình phải coi lại coi là từ đầu năm tới giờ nếu mà mình chưa max out 401k, mình có quyền nói gọi lên HR để yêu cầu là cái tháng lương cuối cùng này, tháng 12, mình có thể có quyền bỏ 100% vô 401k nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình muốn max out cái 401k trong cái năm 2023 này. Rồi có thêm một cái nữa, đó chính là cái dịp cuối năm này cũng là dịp rất là nhiều những cái công ty, những cái hãng xưởng người ta review lại những cái benefit, những cái quyền lợi cho những cái người công nhân, nhân viên cho năm 2024. Tức là có thể review lại những cái benefit ví dụ như là bảo hiểm sức khỏe, là bảo hiểm nhân thọ, vân vân. Đó thì mình phải review lại coi coi là mình có cần thay đổi gì không trên cái bảo hiểm sức khỏe của bản thân cũng như gia đình của mình. Đây cũng đang là dịp những anh chị cô chú nào mình mua bảo hiểm Obamacare, mình cũng phải làm nó gọi là cái renewal cho năm 2024. Mình có cần phải update income của mình không? Nếu mà income của mình tăng lên, hay là già mình có thêm người, mình có thêm em bé, hay là con cái của mình lớn rồi, năm sau cái bé ra trường, cái bé tự khai thuế riêng, tự mua bảo hiểm sức khỏe riêng, vân vân. Đó, đây cũng là dịp anh chị cô chú phải ngồi xuống coi lại cái bảo hiểm sức khỏe của gia đình mình. Và cái tiếp theo nữa đó là nếu như mà anh chị cô chú nào mua bán stock trong năm 2023 này mà mình có những cái lời lớn, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng đang có những cái stock mà mình bị lỗ, thì mình có thể nó gọi là tax havoc. Tax harvesting, tức là anh chị cô chú mình có những cái lời mình đã bán ra rồi, bây giờ mình có những cái stock mình đang lỗ, mình có thể bán bớt những cái stock mà mình đang bị lỗ và mình upset với lại cái tiền lời stock của mình. Đó thì nó cũng giảm tiền đóng thuế trong năm 2023 này rất là nhiều. Thành ra anh chị cô chú nào mà năm 2023 mình có mua bán trade stock mà mình đã bán stock rồi, mình có lời, bên cạnh đó mình có những cái con stock mình đang lỗ, mình chưa có bán, thì mình nên suy nghĩ tới bán những cái stock mà mình đang bị lỗ đó để nó upset với lại cái tiền lời. Còn không là mình vẫn đang lỗ stock mà các bạn, các anh chị, các cô chú vẫn phải đóng thuế trên cái tiền mà mình lời stock thì nó sẽ bị rất là nhiều. Thành ra đây là một cái rất là quan trọng cho những anh chị cô chú nào đang mua bán trade stock trong năm.